Chào toàn thể các bác làm thợ đánh chim đêm nhé. Buổi sáng thì hai anh em đang đi tuần chim, không biết kia dính con gì ở lưới rẽ kìa. Con gì? Rơi à? Giờ này lưới tạ lắm anh ạ. Giờ này nước sông nó không tháo hết vô nước anh ạ. Hôm nay thì đánh được cần này thôi, 2 con trích, 1 con gà ấn, 2 con gà ấn là hết chim anh ạ. Hiện tại thì nay là ngày mùng mấy tháng 10 rồi, hôm nay là mùng 6, mùng 7, mùng 8 gì đấy anh ạ, cũng khá muộn rồi. Thế thì bác nào mà bàn đẹp trọng điểm đánh tốt thì anh em cố gắng bám đồng đánh nhá. Đấy, còn anh em nào mà đánh không đạt công nữa thì theo em lên tư vấn là rút lưới thôi, về đi làm, tận người khác làm gần Tết rồi anh ạ. Đấy, chim cò này thì nó chỉ ra tiền ở trong cái thời điểm mà con rẽ run đi nhiều, con trích đi nhiều, con vịt két, con vạc đi nhiều đấy. Đấy thì lúc đấy được thua là lúc đấy đã có kết quả rồi. Đấy, còn bây giờ thì nó cũng xương sẩu anh ạ. Đấy, còn bây giờ ngoài miền Bắc thì lại nhường sân chơi lại cho các bác ở khu vực miền Nam, anh em ở trong miền Trung. Đây được con huyết này đây. Đây được con huyết này. Con bảo nó hết nước rồi không, cứ gọi rẽ rẽ ngày làm chục anh em, 7-8 con là cũng có công ấy. Đây. Chim cứ dính rồi mèo ăn đây đây nha này. Sợ lắm, đồng này lắm mèo. Lưới cũng tã hết rồi các bác. Thôi thu dọn thôi, thu dọn dần dần thôi. Chỗ nào trọng điểm thì đánh, còn chỗ nào không trọng điểm thì thôi. Cái thời tiết thì đẹp lắm, sáng ra thì nắng chói chang này nhỉ. Bây giờ chỉ có hơn 6 giờ sáng thôi. Trích sâm đánh đây thì cạn hết nước rồi, còn đúng cái ao này nhỉ. Lưới vừa rồi đổ cũng chán, chẳng muốn dựng, để mấy tay trọng điểm thôi. Thế còn thời điểm này thì cũng rất là nhiều anh em vẫn đặt lưới, đặt hoa đài. Thế bởi vì khu vực anh em thì nó vẫn có chỗ trọng điểm cần phải thay thế. Thế thì hoặc là bây giờ anh em đang đánh gà Ấn Độ này, đang mua cái lưới 6 phân nhiều. Đấy, hoặc là loa chất kèn toa Indo 10 đấy. Thì những chỗ nào trọng điểm thì vẫn phải sử dụng. Thì anh em nào cần thì cứ liên hệ cho em nhé. Nay thì vẫn thua mấy nhỉ? Được 2 trích nha, 2 gà đâu. Nói chung là đủ công rồi anh ạ. 2 trích thì gọi là được gần 200, 2 con gà được 70. Và nếu mà tranh thủ giờ mà đi làm được thì còn cũng gọi là được, còn không thì gọi là vừa tầm thôi anh ạ. Ôi, chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.